Từ các di tích lịch sử cho đến cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, những lợi thế này đang được huyện miền núi A Lưới khai thác để phát triển du lịch. Các điểm đến du lịch, các trải nghiệm độc đáo đang giúp thu hút du khách đến với huyện vùng cao này, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Nằm cách thành phố Huế khoảng 70 cây số, huyện A Lưới nằm trải dài trên dãy Trường Sơn, cũng là nơi gắn liền với những chứng tích của năm tháng chiến tranh. Ở A Lưới, huyện còn lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử, di tích cách mạng tiêu biểu. Toàn huyện có 72 di tích lịch sử, trong đó có 7 điểm di tích cấp quốc gia, trở thành điểm đến của khách du lịch về văn hóa lịch sử cách mạng. Dù A Lưới cách Hà Nội hơn 800 cây số, song năm nào ông Lê Bá Vương cũng dành một chuyến đi về vùng đất này. Vùng đất lịch sử nằm trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cùng nhiều địa danh lịch sử, cũng là nơi người thân trong gia đình ông từng chiến đấu và hy sinh. Trở lại vùng đất này là cách để ông tưởng nhớ, tri ân với người thân nói riêng, cũng như các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Tôi thì rất là tự hào vì gia đình là ông bố và tất cả anh em chú cháu là đều là quân nhân bảo vệ đất nước, nên là tháng tri ân gia đình tôi cũng rất tự hào được đến vùng đất thiêng của Tổ quốc, thì thấy là vùng đất này đã đổi thay chuyển mình từng ngày. Mọi người nên nghĩ đến công lao của những người đã ngã xuống và để xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. A Lưới không chỉ là vùng đất của văn hóa lịch sử cách mạng, nơi đây còn là nơi hội tụ của bản sắc văn hóa. Đây là vùng đất có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Cô, Vân Kiều. Với lợi thế này, thời gian qua đã được người dân phát huy, xây dựng nên những mô hình du lịch nổi bật. Không gian này vốn là nơi sinh hoạt của gia đình, được anh Viên Xuân Danh cải tạo để biến thành không gian sinh hoạt cộng đồng chung cho khách du lịch. Những vật dụng sinh hoạt trong đời sống cũng như những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Tà Ôi được anh kết hợp, trang trí và bày biện, tạo bản sắc cho homestay. Bắt đầu làm homestay từ năm 2014, hiện tại mô hình của anh Viên Xuân Danh đã hoạt động ổn định với lượng khách trung bình khoảng 5 đến 10 đoàn mỗi tháng. Để thu hút du khách, anh cũng sáng tạo nên nhiều sản phẩm du lịch dựa trên những lợi thế sẵn có tại địa phương để du khách trải nghiệm. Mình chọn là rời thành phố để lên ở trên này thì mình cảm giác là thiên nhiên nó có thể ôm ấp được bản thân mình. Rồi sau đó là mình thấy được ở trên này có những cái nét văn hóa mà nó còn gìn giữ được, như là dệt vải đấy, rồi thêm các cái phong tục tập quán. Và mình vừa lên vừa nghỉ ngơi, thư giãn, rồi đồng thời mình chạy giữa các cái cung đường, mình thấy rất là hạnh phúc. Trước tiên là vào đây là khách nhận phòng xong, nhận chỗ ngủ xong thì khách đến tắm xuống nước nóng, buổi chiều tắm xuống nóng xong lại bắt đầu là buổi tối thì thưởng thức dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào Tà Ôi, rồi đốt lửa trại xong mà thưởng thức ẩm thực. Sau đó là sáng hôm sau thì có thể khách có thể dậy sớm để vào rừng nguyên sinh rồi săn mây. Còn ngoài ra thì khách ra ngoài cũng trải nghiệm thêm là làm ruộng với đồng bào Tà Ôi, thì trong đó là có cày, có bừa như cả hoạt động thường ngày của đồng bào Tà Ôi ở đây. Từ quy mô một homestay ban đầu, mô hình của anh Danh giờ đã mở rộng với 3 homestay, có thể đón 50 đến 60 khách lưu trú. Mô hình giúp mang lại cho anh lợi nhuận khoảng 50 đến 60 triệu đồng mỗi năm, đồng thời góp phần tạo ra công ăn việc làm thời vụ cho khoảng 30 lao động tại địa phương. Họ được chia ra thành các tổ khác nhau để phục vụ du khách, như tổ ẩm thực, tổ dệt giàng hay tổ dẫn khách đi tham quan, trải nghiệm. Làm rẫy vất vả nhiều hơn, làm bên này nó nhẹ nhàng hơn. Dạ, bây giờ hiện tại thu nhập của em làm ở đây khoảng 6 triệu một tháng. Là người tiên phong làm du lịch cộng đồng ở xã A Doàng,
anh Viên Xuân Danh với mô hình của mình đang lan tỏa với người dân trong xã về phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là tâm huyết của anh để nhân rộng các mô hình, cùng nhau đưa A Roàng trở thành điểm du lịch thu hút. Vùng xã A Roàng này thì tôi nghĩ khoảng tầm bây giờ là có điểm của tôi rồi, có điểm du lịch cộng đồng rồi, có thêm khoảng 2-3 cái nữa. Thì lúc đó bà con mới tạo được kiện cái công ăn việc làm cho người nghèo. Họ đưa họ vào làm trong cái khuôn khổ, trong cái hoạt động du lịch này. Tôi nghĩ mặc dù thì ở trong cái hoạt động mặc dù nó xa trung tâm, nhưng mà khi chúng tôi mà quảng bá tốt, rồi hoạt động tốt, làm tốt, các dịch vụ tốt, thì lúc đó khách không kể là xa đâu. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà chắc chắn khách sẽ đến thì tạo cái điểm cái lao động cho người nghèo để cùng phát triển. Từ Hương Danh bắt đầu là dân là xã nhân rộng ra để là cộng đồng là làm điểm tại Ruộng 2. Thì Ruộng 2 làm điểm hiện nay cũng chùa Ruộng 2 là nhân rộng là cơ bản là đang phát triển, mà sau này là xã tiếp tục là định hướng của xã là tiếp tục là chỗ là xã thôn gần lại là. Xã A Roàng được biết tới là nơi có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, từ suối nước nóng, những cánh rừng nguyên sinh cho đến cảnh quan thiên nhiên, đời sống của đồng bào dân tộc Tà Ôi nơi đây. Từ các lợi thế này, tháng 8 năm 2022, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng A Roàng được thành lập với 22 hộ thành viên, hầu hết là các hộ nghèo trong xã. Từ khoảng 2 năm nay, đây là công việc thường xuyên của nhóm chị em phụ nữ ở xã A Roàng, huyện A Lưới. Được huyện, xã hỗ trợ về cơ sở vật chất, về kiến thức, kỹ năng làm du lịch, các chị em phụ nữ Tà Ôi ở đây đã cùng nhau xây dựng điểm du lịch cộng đồng này. Là thứ nhất là giới thiệu các dịch vụ trải nghiệm. Thứ hai là sắp xếp cho khách chỗ lưu trú. Thứ ba là nấu ẩm thực cho khách. Thế đi trải nghiệm thì ở đây có những cái trải nghiệm gì thú vị? Thứ nhất là đây là làm bánh a cọt, con có thể gọi là bánh tình yêu. Thứ hai là trải nghiệm nước đọt. Thứ ba là trải nghiệm suối nước nóng. Thứ tư là trải nghiệm rừng nguyên sinh. Hiện mỗi tháng, điểm du lịch này đón từ 3 đến 4 đoàn khách, bước đầu tạo ra việc làm và thu nhập cho các chị em ở đây. Ngoài thu nhập từ các dịch vụ du lịch, chị em phụ nữ trong hợp tác xã cũng kết hợp nghề dệt rèn truyền thống của dân tộc Tà Ôi, tạo ra những sản phẩm thủ công để bán cho khách du lịch. Từ khi cả du lịch ở đây mọi người mới biết đến, tất cả mọi miền mọi người đều đến đây. Nói chung là cái tình cảm của mọi người nói chung là gắn bó với nhau. Vừa vui vẻ với cả nói chung là cả một ít thu nhập, chứ không cả du lịch trước đây thì mọi người chỉ biết dệt thôi. Từ khi cả du lịch mình được bán ra cái này thu thêm thu nhập của chị em là chính là dệt cái này, bán cái váy này. Là đây là cái là rất chi thuận lợi cho của bà con. Bà con nhận thức rằng đây là hiện nay là có cái lợi thế một ít tạo thu nhập cho bà con cái chỗ là từ du lịch mang đến. Thì hiện nay là bà con là đỡ đi xa, đặc biệt là hiện nay là bà con là phục vụ khách tại chỗ luôn, tại địa phương, tạo ra việc làm và thu nhập tại chỗ luôn. Để nguồn thu của bà con là từ du lịch là cơ bản là hiện nay cũng dần dần là được giảm mạnh về tạc sổ đại giảm nghèo. Hiện tại huyện A Lưới đã có 5 làng văn hóa du lịch cộng đồng, 24 điểm du lịch đang khai thác, phát triển tốt, với 33 cơ sở lưu trú, trong đó có 24 homestay. Tại một số địa phương, du lịch dần trở thành điểm sáng, vừa giúp khai thác hiệu quả các lợi thế, vừa giúp tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân. Trong đó phải kể đến làng du lịch cộng đồng Ano tại xã Hồng Kim. Đây là sản phẩm ô cốp 3 sao của A Lưới, trở thành điểm du lịch cấp tỉnh và năm 2019 từng được chọn là một trong 3 làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam. Trên này khá là mát mẻ và khí hậu rất là thích khí hậu ở đây này. Khi mà xuống đây thì tụi em sẽ kiểu là hạn chế sử dụng điện thoại, thì kiểu việc đó là tụi em rất là thích. Tại vì kiểu ví dụ chơi ở trên phố thì tụi em kiểu suốt ngày cầm điện thoại này kia rồi nói chuyện rồi, nhưng mà
lúc mà nói chuyện, tụi em ngồi nói chuyện ở đây thì là cảm giác rất là thoải mái và tự nhiên, và nó kiểu nó trôi một cách nhẹ nhàng. Nói chung là nó khá là dễ chịu. Giờ em có thể ở đây cả ngày hoặc là 2-3 ngày đâu cũng được. Ano thì hiện tại là kết hợp với du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Trong sinh thái thì có thác Ano và cái điểm đến check-in cũng khá là lý tưởng cho du khách. Vào mùa hè thì thời tiết rất là mát và thuận lợi cho tất cả các du khách chứ không phân biệt các lứa tuổi. Và đồng thời thì ở đây thì cũng có để mà thu hút được khách nhiều hơn thì khách được trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực của địa phương và các cái loại hình trải nghiệm như một ngày làm người Paco bao gồm ngủ nhà sàn, trải nghiệm về cuộc sống thường ngày của người dân như làm các loại bánh truyền thống của đồng bào Paco, làm các món ăn, chuẩn bị món ăn để và nghe cái ban đêm thì nghe được cái chuyện của làng, của bạn từ những người lớn tuổi và thưởng thức cái văn hóa, văn nghệ của người địa phương đặc sắc của người dân tộc Paco. Nhờ phát triển du lịch, người dân ở đây có thêm việc làm mới. Dọc theo suối Ano, người dân cùng nhau góp công, góp sức dựng các lán là nơi để khách nghỉ ngơi, thư giãn hay ngắm cảnh thiên nhiên. Người dân chia nhau luân phiên làm dịch vụ du lịch. Như chị Lê Thị Nhĩ, mỗi tháng có từ 3 đến 4 ngày chị làm dịch vụ ở đây, giúp chị có thêm khoản thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Khách đến là mình giới thiệu các dịch vụ như thuê lán trại, các món ăn cho khách ăn uống rồi nghỉ ngơi, rồi các loại như rửa. Dạ, ngày xưa công việc của mình là làm nông, làm rẫy. Dạ, bây giờ có biết thêm về du lịch, có tham gia về du lịch cộng đồng Ano thì có cũng như khác. Thu nhập của mình cũng khá lên một ít rồi, cũng có thay đổi cũng như ngày trước. Hồng Kim là có lợi thế về du lịch Ano. Đó, điểm đến của huyện A Lưới, của tỉnh. Đó, thì riêng bà con bây giờ là tham gia du lịch cũng khá đông để tạo công ăn việc làm cho bà con. Đó, và đặc biệt bây giờ là nhân rộng thêm mô hình là các homestay. Và trên năm 2024, trong 6 tháng đầu năm, bà con nhân dân phát triển du lịch khá là tốt. Lượt khách là hơn 14.000 lượt khách tham gia và thu thì hơn 1 tỷ tư, 1 tỷ rưỡi. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có khoảng 58.000 lượt khách du lịch đến A Lưới, mang lại doanh thu khoảng 24 tỷ đồng. Với mục tiêu thúc đẩy du lịch trở thành một trong những giải pháp giảm nghèo, huyện A Lưới cũng đã ban hành đề án phát triển du lịch của huyện để tích cực vận động, hỗ trợ người dân làm du lịch. Trong thời gian qua thì huyện đã ban hành nhiều chủ trương và đề ra nhiều giải pháp căn cơ trong phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi lấy du lịch để bảo tồn văn hóa và lấy bảo tồn văn hóa để phát triển du lịch. Thứ hai, chúng tôi tập trung đầu tư các cái hạ tầng về du lịch, đặc biệt là tập trung vào du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, và làm tốt cái công tác quy hoạch, tích hợp các cái quy hoạch các điểm, các khu du lịch vào quy hoạch vùng của từng xã và liên kết vùng ở trong địa bàn toàn huyện. Thứ ba là chúng tôi tăng cường cái công tác quảng bá về địa phương A Lưới, đặc biệt là về văn hóa, về con người, về cảnh sắc của huyện A Lưới. Thứ tư là huyện cũng đã có nhiều cái giải pháp căn cơ, đặc biệt là hỗ trợ các chính sách để bà con làm du lịch từ các cái nguồn từ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và sử dụng ngân sách địa phương, tuyên truyền vận động bà con tham quan, học tập các mô hình làm du lịch ở tại các địa phương Tây Bắc, Tây Nguyên, rồi Tây Nam Bộ, và động viên bà con sử dụng các nguồn nội lực và các nguồn vốn vay ưu đãi, các nguồn hỗ trợ từ nhà nước để làm du lịch. Và bước đầu du lịch A Lưới đã có những cái khởi sắc nhất định. Mới đây, huyện A Lưới đã chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Đây là thành quả từ nhiều chủ trương giải pháp của cấp ủy chính quyền địa phương, trong đó có phát triển du lịch. Với những lợi thế đang có, du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành đòn bẩy giúp người dân, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có thêm sinh kế, việc làm, tăng thu nhập để giảm nghèo bền vững.